Rồi, ok, hello anh em nhé. Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì mở đầu clip thì mình sẽ dành khoảng tầm 15 giây mình giới thiệu cho anh em chính là shop nickcả.com của mình nhé. Tại shop có bán vàng, bán nick, bán ngọc, bán bộ mặt sau hoàn toàn tự động uy tín nhé. Các vòng quay may mắn này cho anh em tha hồ mà trải nghiệm này. Các vòng quay hoàn toàn là vòng quay có lãi nha anh em, không có chúc bạn may mắn lần sau nha. Bán vàng, bán nick này, nick tầm trung, nick sơ sinh đều có này, nạp thẻ thì không chịu chiết khấu này. Anh em mua vàng, mua nick, mua ngọc, mua bộ mặt sau thì cứ truy cập vào shop nickcả.com của mình nha. Ok, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại với clip tiếp theo của mình nhé. Thì ở cái clip này mình sẽ hướng dẫn anh em đó là cách úp đầu sao bằng hai nick này. Bây giờ thì mình úp kẹp hai nick rồi mình đi lụng đầu sao nha anh em. Ở đây thì bắt đầu mình chuẩn bị cho mình đó là hai nick này. Nick thứ nhất thì anh em chuẩn bị cho mình một cái đó là nick sơ sinh thôi, tầm sức mạnh thì dưới 60k này, HP với lại ki thì giữ nguyên này, có sức đánh thì anh em muốn cộng bao nhiêu cũng được. Thì nhưng mà ở đây mình thường hay dùng đó là sức đánh tầm khoảng 30 là được rồi. Còn cái nick thứ hai thì anh em kẹp cho nói chung là đánh con quái là đánh một hit là nó có còn một tiết là được rồi. Ở cái nick thứ hai đấy thì đó là cái nick mà anh em để dùng để mà lụm mà đồ sao với lại phiếu giảm giá ấy. Không biết thì cái tỷ lệ rơi ra cái phiếu giảm giá có cao không, nhưng mà mình đã đánh ra phiếu giảm giá rồi nha anh em. Thì ở đây mình úp kẹp hai nick ở đây này. Thì bắt đầu thì anh em úp kẹp ở đây thì anh em chuẩn bị hai nick đúng rồi này. Một nick sơ sinh dưới 60k sức mạnh nhá, có mầm, và một nick để mà nhặt đồ sao với lại phiếu giảm giá ấy. Thì anh em chuẩn bị đó là hai nick này, một nick sơ sinh với lại một nick đánh còn một HP để mà anh em lụm này. Tiếp theo thì anh em tạo cho mình đó là phiên bản hỗ trợ trên web của mình ấy, Game Hub. Anh em tải cho mình hai phiên bản ở Game Hub nha, hoặc anh em có thể xài hai máy này, hoặc chia đôi màn hình ra để mà sử dụng này. Ở đây thì mình xài phiên bản của web mình nha anh em. Ở đây thì anh em có thể thấy là cái phiên bản ở đây anh em có thể chỉnh được đánh quái theo HP như nào này. Ở đây thì mình hướng dẫn cho anh em xem là anh em chat ở đây này, đây là nick mà anh em chọn cho mình đó là đánh quái theo HP chỉ định nhá. Còn ở đây mình chỉnh cho mình đó là 190 đến 200 nha. Đánh quái là mắc 200 HP nhưng mà đánh 190 thôi. Đấy, như anh em đã thấy ở đây này, nó chỉ đánh quái 200 mà còn 1 HP. Còn 1 HP thôi là nó chuyển qua con khác này. Còn một cái nick mà 60k sức mạnh thì anh em chỉnh cho mình đó là một với lại chỉnh cho mình đó là một với lại tầm khoảng 30 thôi nha anh em. Anh em chỉnh từ 30 tầm 30 đến 50 cũng được, nhưng mà đừng có chỉnh đến 200 là được nha anh em. Đấy, đó là mình chỉnh cái nick thứ hai đấy anh em, là nó không đánh nữa đấy. Còn bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho anh em thấy đấy. Đây, nó tự ra đánh này. Rồi anh em tắt cái tự động nhạt lên nha, anh em bật cho mình đó là A nhạt nha anh em. Anh em vào phần chức năng chọn cho mình đó là auto nhạt này, A nhạt đấy. Rồi cứ thế thì các bạn treo cho mình này. Thì các bạn chọn cho mình đó là map 1 tính trở làng trở ra nhá. Ở đây thì mình úp cho map đời hoang này. Thì cái map này nó dễ úp với lại nó dễ di chuyển này anh em. Đấy thì anh em cứ treo cho mình thôi. Treo một nick này đánh còn HP thì anh em chọn cho mình còn một HP là thì nó tự nick kia nó đánh thôi. Anh em cứ chọn nick này đánh còn một HP rồi nick kia vào last hit thôi anh em.
Mình úp thế này thì mình thấy tỷ lệ rơi ra đầu sao rất là cao nha anh em. Với lại còn có tỷ lệ rơi thêm phiếu giảm giá đấy anh em. Và thế thì anh em úp thế này thì nó nhanh hơn với lại việc mà anh em úp mà không có nick úp kẹp nha anh em. Nhưng mà anh em úp nếu mà úp một nick thì anh em phải cày lên 340k thì anh em mới sức mạnh em mới giao dịch được nhá. Còn ở đây thì nó rơi vào cái đích chính của mình luôn này. Ok, mình cứ treo treo như vậy thôi, khi nào mà đầy dương thì mình qua mình Uzon mình bán đấy anh em. Rất là đơn giản đúng không? Đó là cách úp đồ sao rồi úp kẹp cho anh em ấy. Rồi ok, còn bây giờ mình sẽ so thành quả cho anh em xem mình úp được những đồ gì nha anh em. Ok, còn bây giờ mình sẽ đi theo dõi event ngày 24 tháng 7 cho anh em nhé. Vì một vài trục trặc thì mình đã gọi là lấy lại cái mình sẽ lấy lại cái video cũ, còn video mới của ngày hôm qua vì một số trục trặc mình đã xóa rồi anh em. Còn bây giờ mình sẽ lấy lại là kết quả video cũ này. Ok, chúc mừng bạn Lon Bon nha. Đây là kết quả video cũ này thôi, nhưng mà cái này thì là mình làm mới nha anh em. Mình gian đúng lại mới á. Anh em lưu ý nhé, nhớ like đăng ký kênh rồi bắt đầu mới comment à, là phải tính là hợp lệ nha anh em. Ok này, chúc bạn Tuấn Kiệt nữa này. Cứ mua nick vua ngọc, mua vàng, mua bộ một sao lên sóng cả dùm con của mình nhé anh em. Bán bộ một sao tôi sao một đường ra chơi xe và chuyển cho anh em luôn, mà là tự động nhé. Ok này. Ok, bạn này trúng được 2 lần luôn. Ok, nó bạn đó này. Xin chúc mạng Đinh Phước Ân nha. Ok, thì mình đã tra dạy xong ra ngày 24 tháng 7 cho anh em rồi. Còn anh em nào muốn mua nick vào vàng, vào ngọc, mua một sao giá đại tự động uy tín thì cứ lên shop ở trong câu của mình nhanh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều này. Hẹn gặp anh em ở các clip tiếp theo.